xây đất đây ạ. Nguy hiểm nhất nhỉ anh nhỉ? Anh, con rắn gì là nguy hiểm nhất? Con rắn gì? Nói cho bố biết nào. Con rắn chúa. À, con rắn hổ mang chúa chứ. Tầm bóp này. Hát đấy. Đúng. Trên kia nhiều lắm. Vườn vườn. Người ta bán đấy anh ạ. Ừ. 5.000 một mớ mà. Ừ, trong được nhiều họ bán rồi đấy. Cái vun vào đây là làm luống lên đi nhỉ. Làm bầu xong để ra đây xong mình tùm ba con. Làm sao đấy ăn? Này là chết rồi. Chết rồi lười nha. Con rắn nó ra. Con rắn nó ra. Chế độ lười đấy. Con rắn nó ra khỏi hang rồi.
gì chứ. Cái hoa leo này chặt đi nhỉ? Chặt để góc lại nhỉ? Xem nó có nụ chưa? Cây ở trên kia em xem nó ra hoa nhỉ? Cái này nó không có nụ hoa gì đâu. Không có thì chặt hết đi. Để nó ghép cho nó không lên luôn. Hết cái đợt ghép này lên. Hết hoa ghép. Hoa trên kia là em đi xin giống hoa đấy chứ nhỉ? Ừ. Đây là giống hoa hồng leo. Cái là hoa hồng leo, cái này là hoa ghép. Tức là nó là không đâu. Nhưng mà cái tầm gửi là nó có gai đấy. Cái tầm gửi ấy. Nó có gai mà. Cái này không có gai. Mọc cho em. Ôi dồi ôi. Mọc chưa? Ra rễ ở đây rồi. Đây này. Có 3 ngày nó mới mọc. Cái này phải rễ từng tí một. Cái ớt quả tròn nữa.
đi cho thỏ ăn nhỉ. Anh ơi, kiếm cho em mấy cái cây này để em làm cái vòng để che nó má. Làm vòng che. Ừ. Thank you.
Đi nha. Thành chưa? Đi ngoài thành chưa? Rồi. Nhấc đi, nhấc đi. Rồi. Lùi xuống một chút. Ôi, quá rồi. Đây, đây, đây. Đấy em cứ đưa đường nào. Đây 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 trong 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 này. Bước hành. Rồi hát cho chị. Trong đây nhá. Từ từ để em đi cậy cho. Ok. Đây luôn. Rồi. Thank you.
Thank you.
Thoải mái.